ngày 7 tháng 4 tới đây, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex sẽ thoái vốn toàn bộ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex PGBank. Đây được coi là cơ hội mới cho các nhà đầu tư khi ngân hàng này chưa mở rộng hệ thống kinh doanh. Quyết định thoái vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khỏi PGBank để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và để phù hợp với quy định của luật các tổ chức tín dụng được sự đồng ý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Petrolimex tiến hành các thủ tục thực hiện quá trình chuyển nhượng góp số cổ phần sở hữu tại PGBank. Mới đây, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Likuji 166 vừa công bố nghị quyết tạm ngừng kinh doanh một năm kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024. Với lý do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, công ty xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức. Theo lãnh đạo Likuji 166, việc tạm ngừng kinh doanh đã nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty. Cũng theo Likuji 166, công ty không có tiền để hoạt động, người lao động đã nghỉ việc, không thể triển khai được hoạt động kinh doanh. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Trần Sĩ Thanh về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất nhưng chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh. Đối với 14 dự án chậm triển khai thuộc danh mục sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án, rà soát về quy định, đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 4. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông cáo giải thích rõ hơn về hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn. Theo đó, hệ số K bồi thường đất ở cao gấp 25 lần bảng giá nhà nước mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 8 tháng 3 năm 2023 vừa qua chỉ được dùng để phục vụ khâu đầu tiên trong quy trình xác định giá đất thu hồi gồm 6 bước. Sau các bước niêm yết, lấy ý kiến người dân, thuê tư vấn điều tra, khảo sát giá đất phổ biến trên thị trường và lập chứng thư định giá đất, các quận huyện sẽ lập tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, trình Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh. Khi Hội đồng thẩm định giá đất thành phố có thông báo kết luận thì sẽ trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất. Và đây mới chính là hệ số làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng khu vực có đất bị thu hồi.